Ai Cập bùng nổ, Ai Cập bốc cháy, Ai Cập cuộc nổi dậy. Tổng thống Mubarak dưới sức ép. Trên này là tựa lớn nổi bật trên trắng nhất các báo, từ tờ L'Humanité, Le Figaro, Libération cho đến Le Monde. Đều nhất loạt tập trung trên tình hình ngày nóng mỏng hơn tại Ai Cập. Le Figaro với dòng tựa Ai Cập bùng cháy, đăng bức ảnh một thanh niên nửa mặt dưới quấn khăn với vẻ giận dữ. Phía sau là những ngọn lửa bốc cháy tờ báo nhắc lại là lệnh giới nghiêm đã được ban hành nhưng tình hình vẫn hỗn loạn và tối qua đã có 20 người chết libération ghi nhận một khía cạnh khác và đăng ảnh người biểu tình treo lên một thiết xa của quân đội trên một đường phố cairo nhưng lính trên xe không kháng cự và tờ báo chú thích người biểu tình không tuân lệnh giới nghiêm một số lính còn kết thân với đám đông báo libération còn dành đến bảy trang trong một sự kiện để điểm lại các sự cố diễn ra ngày hôm qua, ngày đã làm cho Ai Cập trao đảo từ lớn của hồ sơ. Biểu tình rầm rộ chưa từng thấy, Tổng thống Mubarak đã phải giải tán chính phủ và thông báo một số biện pháp cải cách dân chủ. Một điểm khác nữa mà tờ báo ghi nhận là quân đội hôm qua đã vào trấn đóng ở thủ đô Cairo và tại những thành phố lớn. Họ thay thế lực lượng cảnh sát đã đang áp biểu tình trong mấy ngày qua. Liberation giải thích là quân đội được xem là trung lập và có một uy tín mà cảnh sát không thể bị kịp. Khi lính và thiết xa được triển khai ở Cairo, họ được dân chúng hoàn nghìn. Tờ báo còn nói thêm là Tổng thâm mưu trưởng quân đội Ai Cập, tướng Sami Anan, một người thân với Washington, có thể đóng một vai trò quan trọng trong những giờ phút sắp tới. Le Figaro trên hai trang báo chương mục quốc tế đã điểm lại tình hình hôm qua và chạy một hàng tựa không mấy thiện cảm gì đối với ông mubarak mà tờ báo này cho là đang bám trụ trước cuộc cách mạng dây cõi le figaro cũng đặc biệt chú ý đến việc quân đội ai cập được triển khai trong các thành phố lớn và chạy tựa chính quyền và đường phố đang tranh nhau hậu thuẫn của quân đội le figaro cho là quân đội ai cập thường đứng bên ngoài các vấn đề nội bộ bây giờ thì họ đã xuất hiện để chấm dứt tình trạng nổi dậy và nhắc nhở rằng chính quân đội là định chế nắm chìa khóa đất nước. Theo Le Figaro, đây là lần đầu tiên mà người dân Cairo thấy thiết xa trên đường phố từ cuộc biểu tình của học viên cảnh sát năm 1986. Le Figaro nhắc lại vai trò then chốt của quân đội ở Ai Cập. Đó là một định chế bảo đảm sự ổn định của chế độ từ cuộc cách mạng lật đổ chế độ quân chủ vào năm 1952 và chính quân đội cũng đã cung cấp các tổng thống cho Ai Cập, kể cả ông Mubarak hiện nay, từng là tư lệnh không quân. Quân đội theo tờ báo có tiếng là định chế ít tham nhũng nhất Ai Cập và được người dân e ngại, nhưng họ cũng rất kính trọng. Ngày hôm qua, khi chiếc xa vào cây hồ thì đã được người biểu tình hoan nghênh như là họ đã đạt được một thắng lợi. Theo bài báo, từ mấy năm qua, chỉ đã có nhiều tin đồn là quân đội trở lại nắm quyền. Hôm qua, thì khả năng này càng rõ nét. Tổng tham mưu trưởng, tướng Sami Anan đã phải rút ngắn chuyến viếng thăm Washington và trở về Cairo trong đêm. Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Ai Cập giải tán chính phủ và hứa hẹn cải cách dân chủ. Dân chúng tiếp tục biểu tình đòi ông Mubarak từ chức tại Ai Cập, những cuộc xuống đường đôi khi biến thành bạo loạn đã bùng lại vào sáng hôm nay 29 tháng Giêng, đòi Tổng thống Mubarak từ chức. Chiều hôm qua, vị Tổng thống 82 tuổi, cầm quyền từ năm 1981 đến nay, đã có động thái nhượng bộ đầu tiên là giải tán nội các. Ông cam kết cải tổ từ chính trị đến kinh tế. Tuy nhiên, phong trào phản kháng không lùi bước. Bất chấp giới nghiêm, hàng ngàn người vẫn đổ ra đường vào đêm hôm qua, đốt trụ sở đảng cầm quyền và nhiều cơ quan an ninh. Sáng nay, trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Pháp France 24, nhà đối lập Mohamed El Baradai, nguyên là tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, đã từ Vienna về nước vào ngày hôm qua để hậu thuẫn phong trào tranh đấu trong nước. Ông tuyên bố rằng tổng thống Mubarak phải ra đi. Trước sức ép của Mỹ, vào đêm hôm qua, tổng thống Mubarak phải thông báo giải tán chính phủ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thay đổi thái độ từ thận trọng trong giai đoạn đầu đã gây thêm sức ép. Ông kêu gọi lãnh đạo Ai Cập phải chấm dứt đàn áp biểu tình và phải cải tổ chính trị cụ thể. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Boutet tường thuật. Trước khi trực tiếp phát biểu, Tổng thống Obama đã để cho Ngoại trưởng, Phó Tổng thống và người phát ngôn của ông giải thích về lập trường của Hoa Kỳ trong việc kêu gọi những người biểu tình cũng như kêu gọi chính phủ Ai Cập hãy giữ bình tĩnh. Thông điệp chính mà họ muốn gửi đến Ai Cập là những người biểu tình có những yêu sách rất chính đáng mà nhà cầm quyền nên tôn trọng. Nhưng mọi chuyện không thể nào được giải quyết bằng bạo lực. Cả Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng như người phát ngôn của Tổng thống Robert Gibbs đều không công khai lên án Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak. Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng thống Mỹ cũng đã để lộ áp lực của Hoa Kỳ đối với Ai Cập qua việc đe dọa chấm dứt viện trợ của Mỹ. Suốt trong 30 năm vừa qua, tổng số viện trợ của Mỹ cho Ai Cập lên đến 62 tỷ đô la. Chỉ sau khi lãnh đạo Ai Cập phát biểu trên truyền hình tối ngày hôm qua để đưa ra các cam kết về cải cách, giải tán chính phủ để thành lập một ekip mới, thì Tổng thống Mỹ mới trực tiếp tuyên bố trước công chúng về cuộc điện đàm 30 phút với Tổng thống Ai Cập, ngay sau bài phát biểu của ông Mubarak. Tổng thống Obama đã yêu cầu người đứng đầu Ai Cập thực hiện các cam kết dân chủ và cải cách. Theo Tổng thống Mỹ, cần phải có những biện pháp cụ thể để cải thiện quyền con người của nhân dân Ai Cập, tiến hành đối thoại giữa chính phủ và các công dân, thực hiện một thay đổi chính trị để hướng đến một tương lai để cho người Ai Cập có nhiều tự do hơn, nhiều cơ hội và công bằng hơn. Mặc dù ông Obama đã tỏ ra cứng rắn hơn đối với ông Mubarak, nhưng các đặc phái viên Mỹ tại Ai Cập vẫn cho rằng những phát biểu của Tổng thống Mỹ sẽ làm cho người biểu tình thất vọng vì họ chờ đợi ở Hoa Kỳ một sự ủng hộ cứng rắn hơn nữa. Porté, Washington, RFI. Ngay sau khi Tổng thống Ai Cập phát biểu trên truyền hình về việc sẽ giải tán chính phủ để lập một nội các mới vào ngày hôm nay, thứ Bảy, 29 tháng 1, theo AFP, những người biểu tình đã trở lại rất sớm trên quảng trường Tahir, trung tâm thành phố Cairo, sáng hôm nay, cũng như trên đường phố, nhiều thành phố lớn của Ai Cập. Quảng trường Tahir giống như một bãi chiến trường, với xe cộ bị đốt cháy và nhiều xe tăng án ngữ. Theo thông tin viên của EFI Alexander Bustianti, những người biểu tình đến thành từng nhóm nhỏ và không tập trung vì thiếu phương tiện liên lạc do Internet bị cắt và điện thoại di động chỉ mới được thiết lập lại từ ít giờ nay do các phản đối gay gắt của cộng đồng quốc tế. Bất chấp việc Tổng thống Ai Cập tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ mới nội trong ngày hôm nay, bất chấp lệnh thiết quân luật được kéo dài thêm từ 16 giờ sáng chiều đến 8 giờ sáng và lệnh cấm tập họp tại các nơi công cộng, mục tiêu của những người biểu tình trong cuộc xuống đường ngày thứ năm là buộc ông Mubarak phải từ chức. Bạo lực tiếp tục, các đụng độ dữ dội đã nổ ra giữa hàng nghìn người biểu tình với lực lượng an ninh tại thành phố Ismailia trên kênh đảo Suez. Ngày hôm nay thứ Bảy là một ngày bạo lực, tiếp theo ngày thứ Sáu 28 tháng 1 được coi là một ngày đẫm máu nhất với 68 người thiệt mạng theo nguồn tin Reuters tổng hợp từ các cơ sở y tế và các nhân chứng. Con số mà AFP đưa ra có phần thấp hơn với 35 người thiệt mạng, trong đó có 25 thường dân và 10 cảnh sát kể từ khi bắt đầu phong trào phản kháng. Con số người bị thương là khoảng hơn 2.000 người, trong đó có khoảng 1.000 cảnh sát. 60% các trạm cảnh sát đã bị đốt phá, riêng tại Cairo có 17 trạm cảnh sát bị đốt. Trụ sở của đảng dân chủ quốc gia (PND) cũng bị cướp và đốt hôm qua. Sáng hôm nay, một siêu thị của hãng Carrefour nổi tiếng của Pháp nằm ở ngoại ô Cairo đã bị cướp phá. Buổi sáng hôm nay, theo nhiều nhân chứng, cảnh sát hoàn toàn vắng bóng quân đội đã đến thay thế để giữ trật tự trên đường phố. Quân đội Ai Cập, trụ cột của chế độ có vẻ như đóng vai trò trọng tài trong các xung đột hiện nay. Tổng tham mưu trưởng Ai Cập Sami đã rút ngắn chuyến công du Hoa Kỳ để trở về nước trong ngày. Trên đường phố, những người biểu tình tỏ ra rất thân thiện với các binh sĩ. Theo thông tín viên FFI Alexander Bustianti, những người biểu tình đứng chụp ảnh trước các xe bọc thép và một số vài chiếc có mang dòng chữ đà đảo Tổng thống Mubarak. Về phản ứng quốc tế với các diễn biến tại Ai Cập, Hoa Kỳ, như đã chúng tôi đã thông tin, quyết định gia tăng sức ép buộc Tổng thống Mubarak phải cải tổ và tôn trọng nguyện vọng của người dân, đồng thời kêu gọi hai phía kiềm chế. Ngày hôm nay, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Herman Van Rompuy cũng đưa ra kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực, thiết lập đối thoại và bày tỏ hy vọng các cam kết thay đổi của Tổng thống Ai Cập phải được chuyển thành hành động cụ thể. Trong khi đó, quốc vương Ả Rập Xê Út Abadala đã điện đàm trực tiếp để bày tỏ tình đoàn kết với Tổng thống Ai Cập Mubarak. Như vậy, nguyên thủ Ả Rập Xê Út là lãnh đạo đầu tiên của một nước Ả Rập tỏ thái độ công khai ủng hộ chế độ của ông Mubarak. Ngược lại, chính quyền Iran lại ra lời kêu gọi nhà cầm quyền Ai Cập thuận theo các đòi hỏi của nhân dân để tránh bạo lực. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố trên hãng thông tấn chính thức của nước này ủng hộ tính chính đáng của phong trào đi tìm công lý tại Ai Cập mà Iran nhìn nhận như là một làn sóng thức tỉnh của đạo hồi. Ngoại trưởng Nhật Bản bên lề diễn đàn Davos cũng đưa ra tiếng nói yêu cầu chính quyền Ai Cập tiến hành đối thoại với dân chúng. Trong khi đó, tại Trung Quốc, tất cả những thông điệp mang từ Ai Cập đã bị ngăn chặn tại nhiều mạng Internet chính thức của Bắc Kinh. Theo tin mới nhất, cảnh sát đã bắn vào người biểu tình khi khoảng 1.000 người tấn công vào trụ sở của Bộ Nội vụ, hiện chưa biết số những người bị thương vong. Trong khi đó, quân đội đã kêu gọi những người biểu tình cẩn thận đề phòng lưu manh cướp phá.